Thì như tất cả các bạn đã biết, thì trên thị trường có rất là nhiều dạng sáp khác nhau. Dạng A, B, C, D, E, F, G, H. Nói chung quá nhiều luôn mà các bạn thật sự không biết chọn cái loại sáp nào cho nó phù hợp với tóc của mình. Thì như các bạn cũng bình thường ấy, lên Google các bạn tra có bao nhiêu loại gơm, bao nhiêu loại sáp và các sáp khác nhau như thế nào. Xem xong một hồi ôi rối não hết trơn luôn, không biết nó như thế nào luôn. Kể cả mình lên Google mình xem mình cũng rối luôn. Các bạn không cần nghiên cứu quá sâu và cũng không cần biết quá nhiều đâu. Thật sự thì tóm gọn lại, đơn giản nhất cho các bạn dễ hiểu, chỉ có 3 loại sáp cơ bản thôi. Loại thứ nhất á, là cái dạng sáp cứng nha các bạn, dạng sáp cứng. Thứ hai là sáp mềm. Và thứ ba là sáp bọt. Sáp cứng á, thì nó sẽ như thế này. Căn bản nó thường nó giống như thế này. Nó rất là cứng như các bạn. Các bạn nhấn tay vào nó không lúng, nhấn tay vào nó không lúng, mà các bạn phải móc ra nó mới lấy ra được. Còn một cái dạng thứ hai là dạng sáp mềm, hoặc một số người ta nói là một dạng sáp kem. Dạng kem như các bạn, nó như thế này. Nó rất là mịn, nó giống như kem sức mặt của các bạn nữ luôn á, giống như mấy cái dạng kem body rồi các thứ á, nó rất là mềm. Các bạn để tay nhẹ vào là các bạn thấy nó lúng vào luôn á. Thường mình để vào nó sẽ hình ngón tay luôn, nó rất là mềm nha các bạn. Và thường nó sẽ có màu, nó không có trong. Thường nó sẽ có màu, ví dụ như của mình đây là màu xám. Một số thì sẽ nó màu trắng sữa, màu xanh các thứ. Còn cái dạng cứng thì nó sẽ hơi trong, đa số nó sẽ trong. Còn một cái dạng thứ ba là dạng bọt như thế này nha các bạn. Dạng bọt, bọt thì nó cũng có bọt cứng và bọt mềm, nhưng chung lại nó là bọt. Bọt nó như thế này, lắc đều xong xịt ra chúng ta có thấy dạng. Đây là bọt. Thì cái dạng bọt này gần đây người ta mới thường hay sử dụng thôi. Trước đó thì người ta sử dụng sáp cứng và sáp mềm. Và cái cách mà các bạn chọn được cái dạng sáp nào mà phù hợp với tóc của mình á, tóc của mình là cứng nè, tóc mình cứng thì mình đa số mình sẽ dùng sáp cứng. Tóc cứng và chỉa và hẳn thì sẽ dùng sáp cứng nha các bạn. Còn những các bạn mà tóc mỏng nè, mềm nè, hoặc là nó có cái độ săn nhẹ thì các bạn hãy chọn sáp mềm. Và sáp cứng như sáp mềm á, thì các bạn ra ngoài cửa hàng á, thì các bạn sẽ lựa theo những cái cách mà nãy giờ mình nói. Và hoặc á, nó sẽ có ghi trên sản phẩm là sáp cứng hoặc là sáp bóng. Bóng thường nó sẽ mềm nha các bạn, hoặc là sáp bóng, sáp mềm. Các bạn về phân biệt được cái tóc của mình nè, nhìn tóc của mình rồi phân biệt, rồi sau đó các bạn hãy chọn một cái loại sáp phù hợp. Và đặc biệt cái sáp bọt này các bạn không nên dùng. Những bạn mà tóc uống mới dùng thôi. Trước mình có review ra một lần cái dạng sáp này rồi. Những các bạn nào mà tóc mềm và hoặc là đang tóc uống thì các bạn dùng cái này. Ưu điểm nó sẽ rất là nhanh và nhược điểm của nó là không giữ nếp lâu nha các bạn. Và khi các bạn dùng sáp á, cái chọn được cái sáp phù hợp với chất tóc của mình thì sẽ vuốt ra được một cái tóc rất là đẹp nha các bạn. Ở đây mình nói với các bạn á, là để cho các bạn hãy lựa chọn một cái dạng sáp nó phù hợp với túi tiền của mình, không cần quá mắc và không cần quá cao cấp đâu. Các bạn hay xem review của mấy anh reviewer á, vuốt những cái tóc mà rất là đẹp, vuốt những cái sáp rất là xịn, rất là sang, thì các bạn sẽ nghĩ trong đầu là những cái sáp như thế mới vuốt được. Không phải đâu, những cái clip mình hướng dẫn á, mình hay dùng những cái sáp phổ thông như thế này. Mục tiêu của mình á, là cho các bạn ai cũng có thể vuốt được. Ok, clip đến đây thôi. Nếu các bạn thấy hay và phù hợp với các bạn thì hãy đăng ký kênh để đón chờ những clip sau mình sẽ chia sẻ với các bạn nha. Xin chào.